Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Anh em nghệ sĩ Hà Nội đang gấp rút tạo một bó hoa bóng bay siêu to để tặng cho Mr. Chimiho. Chúc mừng anh thêm một tuổi mới luôn thành công rực rỡ anh nhé. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay anh em trong shop Tôn Ngộ Không Hà Nội đang đi dự một buổi tiệc sinh nhật của một người anh vô cùng thân thiết và cũng là MC bầu show nổi tiếng tại Hạ Long. Đây là Tôn Ngộ Không đang chụp ảnh giao lưu cùng bạn Đạt, một trong những ông chủ của nhà hàng Á Đông. Mọi người thấy Tôn Ngộ Không có đẹp không ạ? Rồi, bây giờ bắt đầu vào tiệc thôi. Dịp sinh nhật của ông anh mình cũng là gần với dịp khai trương của nhà hàng Á Đông. Đây là ba ông chủ của nhà hàng mọi người ạ. Anh em ai đi du lịch Hạ Long thì qua nhà hàng Á Đông ở khu Bãi Cháy để ủng hộ cho ông anh mình nhá. Ai đẹp trai nhất đêm nay? Ai dễ thương nhất đêm nay? Ai uống nhiều nhất đêm nay? 2, 3 Xin mời mọi người dùng rượu vang để khai tiệc nhá. Rượu rất là ngon và êm cả nhà. Rồi bây giờ bắt đầu bữa tiệc thì anh em Tôn Ngộ Không Hà Nội cũng lên giao lưu một tiết mục ảo thuật để tặng cho ông anh. Đấy, Ngộ Không đang giao lưu với một bạn gái rất là xinh. Sau khi ăn uống được một lúc thì mọi người bắt đầu lên giao lưu, hát hò, nhảy múa và quẩy. Hôm nay có rất nhiều ca sĩ và dancer xinh đẹp. Đây anh Tiến Million đến từ shop Ngộ Không đây. Anh quẩy rất là phiêu cả nhà. Xin mời mọi người cùng hòa chung với cả không khí sôi động của bữa tiệc. Khúc này vui thật sự mọi người ạ. Hát hò nhảy múa tưng bừng. Và mình cũng có đăng ký giao lưu một bài để tặng cho ông anh. Kết thúc bữa tiệc bằng màn pháo sáng tưng bừng. Chúc anh thêm một tuổi mới luôn thành công rực rỡ anh nhá. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người trong những clip tiếp theo của Tôn Ngộ Không Hà Nội.